Anh Long ơi, anh hát mấy năm rồi nhưng thực ra là người ta không có để ý tới anh. Thôi anh đổi nghệ danh đi, anh nhớ không? Thí dụ anh Long nói là Kim Tử Long. Dạ. Thì anh đứng đó anh nói thôi anh đổi lại Kim Thiên Long, em còn nhớ từ đó mà. Thì anh có xin thôi mình với lại anh Tư, lúc đó anh gọi ba em là anh Tư, mình với anh Tư cho Kim Tử Long xin phép được giữ lại cái tên Kim Tử Long. Nó có lên hay xuống thì cũng là do má Bảy Phùng Há đặt. À, đúng không? Em nói đúng rồi. Mặt không? Dạ. Tại vì cái tên Kim Tử Long ấy là má Bảy Phùng Há là người đầu tiên đặt cho anh. Hồi đó anh tên là Kim Long, Hoàng Kim Long. Thì bây giờ má đặt cho con là Kim Tử Long. Không, thực ra chính vì câu nói của anh Long, anh thường thường anh nói chuyện á, anh sẽ nhìn vào ánh mắt của người ta khi người ta trả lời. Thì anh nói, nếu anh nói như vậy, em hứa với anh, em sẽ đồng hành với anh. Ơi, nãy giờ từ quá trình từ đầu giờ em ngồi nói chuyện với anh thì cái tâm huyết đối với nghề, có nghĩa là tất cả những cái gì dính đến bộ môn nghệ thuật cải lương là anh đam mê. Lý do gì dám đi hát ca nhạc? Hả? Sợ không? Anh kể một câu chuyện vui hồi đó anh học trong trường. Dạ. Có rất là nhiều bộ môn và trong đó có một bộ môn nữa đó là nhạc lý. Dạ. Năm đầu tiên học mà anh thích hát, anh thích mê biểu diễn. Yeah. Mỗi lần mà vô mà học thầy Tri Trọng đó là học nhạc lý Do, Re, Mi, Fa, Son là anh không có thích. Cái là một hôm anh mới học lớp, anh nói, ê, bây giờ tôi nói mấy bạn nghe nha, trong lớp mình đó, một tuần lễ là có 2 giờ nhạc lý, tôi thấy nó không có bổ ích gì trơn cho sân khấu cải lương trơn. Yeah. Bây giờ tôi đề nghị mấy bạn nè, tới giờ thầy Tri Trọng có ý kiến là bỏ cái bộ môn nhạc lý này đi. Dạ. Thêm giờ kỹ thuật biểu diễn, thêm giờ ca hát, có thoại mỹ nữa. Cái mọi người, đúng rồi anh ơi, anh nói đó em chịu lắm. Bây giờ vậy, chiều nay có giờ nhạc lý, anh đại diện lớp đi, anh nói. Thế là tới giờ thầy vô, chuẩn bị, thưa thầy cho em xin có ý kiến. Trời, hay quá. Trò Lâm có gì? Thưa thầy, em đại diện cho lớp, xin thưa với thầy là cái môn nhạc lý đó thầy, một tuần mà 2 buổi như vậy em thấy nó không có bổ ích gì cho sân khấu cải lương hết. Xin phép thầy có thể thay đổi 2 môn nhạc lý đó thành 2 môn kỹ thuật biểu diễn hay là ca hát gì được không thầy? Thầy nghiêm sắc mặt đi. Dạ. Thầy mới đấy, ai nói với em là môn nhạc lý không có bổ ích cho sân khấu cải lương? Nhớ thật thì dạ thưa thầy, cả lớp nói thầy ơi. Dạ. Ai đồng tình với Trò Lòng dời tên lãnh giá thưa thầy. Đây đây thầy. Nguyên một lớp ngồi im rang, không ai mà giơ tay, không ai nói đỏ vậy đó. Cái thái độ vậy đúng không? Thái độ vậy đó. Em biết mà. Sao mấy bạn nói mấy bạn đồng tình mà giờ mấy bạn không giơ tay lên? Đuổi ra khỏi lớp luôn. Trong lớp em cũng nghĩ vậy anh. Bởi vậy nhưng mà bây giờ đến giờ phút này anh mới thấy nhạc lý nó rất bổ ích cho anh. Rồi, không học nhạc lý bị đuổi ra khỏi lớp, lý do gì dám hát và ai là người đầu tiên mời anh đi vô để anh hát tân nhạc? Anh nói thật với em là hồi đó đó, cái thập niên mà 90, 89, 90, 91 đó. Dạ. Là cái thập niên đó là băng video cải lương ào ạt. Có thể nói là một tháng đó anh quay khoảng 4 tuần. 4 tuần. Wow. 4 tuần trong vòng 1 tháng đó nha. Dạ. Liên tục thì năm 93 bắt đầu anh đoạt giải Trần Hữu Trang là năm 93. Em có biết Hữu Minh không? Hữu Minh à? Minh Vi biết không? Minh Vi hả? Biết chồng Cẩm Ly không? Biết chồng Cẩm Ly. Minh Vi. À, ông Minh Vi khó khó đó. Ngày xưa là Hữu Minh. Ủa mà thì... khó vậy mà mời anh hả? Trời đất ơi, lúc đó thì là nữa gì vậy? Báo cháy phim trường, báo cháy rồi. Phim trường phải làm sao chứ vậy không được đâu. Không được đâu. Thì Hữu Minh mới là cái người mà đầu tiên. Khó chịu lắm, Hữu Minh khó chịu. Trời, cái gì vậy? Chào nhạc sĩ Hữu Minh. Trời, anh ta là đạo diễn âm nhạc cho nên là ít bao giờ xuất hiện trước công chúng và cũng rất là khó mời. Lý do tại sao hôm nay anh lại chọn gương mặt này để tới đây coi như là thân tặng cho ảnh vậy? Một sáng kia nọ. Nó tràn tới nhà anh đúng không? Mới nói là anh ơi, em đang tìm một người có đủ bề dày kinh nghiệm nói xấu anh Kim Tử Long. Yêu cầu anh Minh Vi cho tôi 3 cái xấu nhất của anh Kim Tử Long. Anh ngồi ở trong á, anh có nghe nói là
năm 90, 9 mấy gì đó. 90, 91, 92, 93 là đạt giải Trần Hữu Trang. 90, 91, 92 là thời đó là thời giống như là quay băng đĩa cải lương. Một tháng quay 4 tuồng. Không đúng. Có thể nói là một tháng đó anh quay khoảng 4 tuồng. Là lúc đó quay không có nhiều. Vì lúc đó anh Long là một trong những kép chưa được hạng A. Không. Anh xin cắt lại cái câu này. Quay nhiều nhưng mà thật sự lúc đó anh chỉ quay cái 3 thôi, chứ không có được cái chánh. À. Chắc chắn là vài tuần thôi. Công nhận mời anh Vi số 1. Rồi sao anh Vi? Cái thứ hai nữa là trước khi đi quay cái này là bà xã anh có hỏi là ủa anh quay cho ai vậy? Cái nói là anh Kim Tử Long. Kim Long hả? Nhưng mà nhớ nha, hồi đó giờ tôi biết anh ít trang điểm lắm. Hồi nãy này bà xã anh trang điểm cho anh để lên cho vừa với anh Kim Tử Long. Là anh Long make up rất là bén là mài mò hoài. Có nghĩa là mỗi lần quay ca nhạc cho anh là anh mài hoài đó, mài cho hoài nên trễ giờ người ta mài hai hoài. Cái xấu rồi cái nữa anh. Anh Long rất chuyên nghiệp trong tất cả các vai diễn. Thay vì đó là một cái tính nết đẹp người nghệ sĩ mà anh gom lại thành một cái xấu luôn. Dạ. Anh trả lời đó là cái xấu. Làm mất thời gian của nhà sản xuất. Đúng rồi, mất công đợi lắm. Bây giờ anh hãy cho em một cái tốt nhất của anh Long. Cái giọng ổng á, từ năm 90 tới bây giờ anh thấy không có thay đổi. Cái đó là một cái mà rất là hiếm nha, cũng gần 30 năm rồi. Nhưng mà đặc biệt cái giọng hát đó đã làm cho anh mời nó đi hát tân nhạc. Hay là do cái tánh ảnh? Anh làm nhạc nhưng mà anh rất mê cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Lúc đó chưa có quen anh Long, anh có chú ý là một cái tuồng Nàng Tiên Mẫu Đơn đúng không anh? Mặc dù đóng vai hài, vai phụ, vai hề, nhưng cái giọng hát ảnh khi ca câu cải lương luôn thì rất là giống chú Minh Vương, giọng rất là hay, rất là bén. Thì anh ngồi anh coi, anh có nói liền, anh nói trong đầu thôi, nổi tiếng. Nếu như có một cái chỗ làm cho ảnh những kịch bản hay, hay là những cái cơ hội đến với ảnh thì chắc chắn ảnh sẽ nổi tiếng. Anh mời ảnh đi hát tân nhạc, anh có phải chỉ ảnh rất là nhiều hay là phải lo lắng khi mà một người cải lương hát tân nhạc không? Thực ra cái duyên á là từ chị Tài Linh. Chị Linh có nói là em thử mời Kim Tử Long về đi, chị thấy Long hát tốt lắm. Và anh nhớ luôn cái tuồng đầu tiên là Chung Vô Diệm. Tới lúc nào anh mới cho anh vô hát tân nhạc á? Anh nghe cái cách hát. Tất nhiên là cái nhạc hồ quản hơi khác hơn cái tân nhạc này, nhưng cái tố chất thì có. Anh đang ấp ủ làm một cuốn băng video ca nhạc mà có tên là Mưa Bụi. Ở anh Long có một cái khiếu hài hước ở trong ảnh á, cộng với cái trức trọng của ảnh. Và anh Long là một trong những người đầu tiên góp mặt trong cái cuốn Mưa Bụi đó. Mưa Bụi, cái bài đầu tiên trong Mưa Bụi là Lời Cuối Cho Tình Yêu. Em nói này anh nhớ, nhưng mà em cũng mượn cái này để em xin lỗi anh luôn. Và anh nói là anh Long ơi, anh hát mấy năm rồi nhưng thực ra là người ta không có để ý tới anh. Thôi anh đổi nghệ danh đi. Anh nhớ không? Thí dụ anh Long nói là Kim Tử Long. Dạ. Thì anh đứng đó, anh nói thôi anh đổi lại Kim Thiên Long. Em còn nhớ từ đó mà. Thì anh có xin. Thôi mình với lại anh Tư. Lúc đó anh gọi ba em là anh Tư. Mình với anh Tư cho Kim Tử Long xin phép được giữ lại cái tên Kim Tử Long. Nó có lên hay xuống thì cũng là do má Bảy Phùng Há đặt. À. Đúng không? Em nói đúng rồi. Mặt không? Dạ. Tại vì cái tên Kim Tử Long ấy là má Bảy Phùng Há là người đầu tiên đặt cho anh. Hồi đó anh tên là Kim Long, Hoàng Kim Long. Thì bây giờ má đặt cho con là Kim Tử Long. Không, thực ra chính vì câu nói của anh Long. Anh thường thường anh nói chuyện á, anh sẽ nhìn vào ánh mắt của người ta khi người ta trả lời. Thì anh nói, nếu anh nói như vậy, em hứa với anh, em sẽ đồng hành với anh. Lần đầu tiên mà Minh mời anh hát là hát cái bài gì với Thành Lộc đó Minh? Chuyện xui gia lần kia cứu hai nhà đó. Là lần đầu tiên là đưa anh vào cái bài đó, kết hợp anh với Thành Lộc. Con gái nhà ông đầu hôn sớm mai gần ứng chân giao mới đó chứ gì đã nằm mẹ người ta. Tình đó đã sớm không có nhau nổ bảo cứ vậy. Chứ còn con trai ông thì con trai nhà tôi làm sao? Nó đâu kém gì. Kém gì thế nào? Tôi nói thật luôn là coi hai anh tới bây giờ cái chất hài nó vẫn mới như bây giờ. Và hôm nay với chương trình Chủ nhật vui vẻ thì một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn, nhạc sĩ và người thầy của tôi là Minh Vi. Vì nếu như không có anh Minh Vi thì chắc chắn rằng
trên làn băng video cải lương hải ngoại cũng như là trong nước sẽ không bao giờ có tên Kim Tử Long. Và thần tượng anh vì anh đã nhìn thấy và dám giao cho tôi hát tân nhạc. Còn nói gì nữa, cặp mắt thần của nhạc sĩ Minh Vy. Cảm ơn anh đã có mặt trong tối chủ nhật vui vẻ. Đón xem tối chủ nhật vui vẻ lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3.